hiểu rằng đất nước mình ngay bây giờ đó thì hầu như là mình nó nói hẳn là những cái đám mà coi như là chống Việt Nam mà chống cộng mà cực đoan, nghĩa là không có cửa, không có cửa, nó hẳn là như vậy, không có cửa. Cũng giống như kiểu như bố nói với con nghe là nội mà cái camera chạy bằng cơm của người dân không à, rượu mà là mình chết mẹ rồi, rượu mà chạy đừng nói chi mà đụng, không đụng tới chính quyền. Và những người ta nói cho mày nghe, bởi vì nó chặt chẽ quá sức, mày thấy rõ ràng không, ta là dẫn chứng rất rõ ràng, những cái bộ luận điệu xuyên tạc cái hại như cái đám từ phía bên mất dịch mất ôn mà mỗi ngày nó ra rã rượu nha, là thấy nó, mà thấy tất cả các diễn đàn trong nước lên chửi tụi bay, chửi đó là ai, toàn là bàn dân đồ bán, đồ bán kẹo kéo gì du ra bán vịt quay đồ bán thợ hồ rồi ba thằng bán chua chiên thằng đủ chứ đâu có đậu đặng gì đâu, đồ bán đó ra một đội người dân không họ đã phản ứng rồi, chưa nói cái lực lượng gì khác nữa đúng đó đó, sự suy nhất là ngồi giống đu đưa với miền Tây đồ nước lên đu đồ đủ mọi thành phần nội dân không thôi đó, nó quá chặt chẽ. Thành ra đối với thằng đang nguyên hoặc là cách mạng màu là cái gì đó, độ mà Việt Nam mình coi như là zero, bỏ, không đánh, không đánh đếm xỉa, không phải không đếm xỉa, nhưng cái điều đó họ rất là bình thường đó, về nước hay là không về là cái chuyện đó đối với họ rất là bình thường, không có gì phải quan tâm cả, nhưng mà họ có những cái đường lối chủ trương họ sẽ làm những cái chuyện khác Chào Huy. Đâu cái vụ đó thằng vậy Việt đó. ổng làm y xì đùng tôi thì tôi cũng nóng cái thằng này dữ lắm, Má tôi nói thật tôi anh đó. đồng Cái ý, gan tao của cũng tôi đóng thiệt, nhưng mà có điều mà suy đi nghĩ lại mình nói đủ má thằng đem nghĩ gì vậy trời, đủ má tại vì tôi phải làm Excel lên thì tự nhiên nó nổi lên, chứ thực thì chất là mẹ là đó. cái là nó không đáng, nó không đáng, nó Thì không đáng con bố mẹ cầm, chứ bố trời cầm. ơi. À, Hả? bố cầm với thì Nó này con xin lỗi nói này nè. À, hỏi mình có bức xúc không? Có. Mình ức chế không? Có chứ. Nhưng có đó là chứ góc độ chúng ta là nhìn nhận từ người dân chúng ta nhìn lên người đúng không? dân. Nhưng mà Đúng khi rồi, chúng ta thử chúng ta nhìn nhận từ cái gọi là cấp độ của tầm quản lý đi thì cái còn nhìn nhá, của nó mình chẳng á, khác cái nào cái phần câu chuyện nó chẳng khác nào cái câu chuyện mà nước Nga qua Ukraine qua Ba Lan cả. Đó, chứng minh cho thế giới thấy, chứng minh cho các bạn bên kia thấy Việt Nam là một đất nước rất là nhân văn nhân đạo. Dù đang nguyên trước đây nó như thế nào chăng nữa, khi nhưng mà khi nó về bước vào Việt Nam nó đã cam kết, nó đã nhận lỗi với sai sai ai mà cờ vậy đó, mình không cần biết bởi vì mình đâu có biết được đúng không. Việt Nam, đất nước Việt Nam vẫn mở rộng vòng tay, nhưng với điều kiện anh đã vào Việt Nam thì anh phải chấp hành theo những cái câu chuyện gì đó, những nguyên tắc của đất nước Việt Nam ban hành ra. Còn anh mà sai, anh chặt chè thì đất nước Việt Nam sẽ chỉnh chè anh vậy thôi. Lúc đó thế giới không đó thể nào lên tiếng được, các đám khác cũng không thể nào mà lên tiếng chống chế cho nó được cả. Giống như cái câu chuyện của Châu Văn Khảm, bố thấy không? Việt Kiều Úc. Ok, bên đó là anh đã chống rồi, ok, vẫn cho về, nhưng mà anh về anh còn cố tình nữa thì nhốt mày đưa luôn, con trời về luôn. làm đi, Bây giờ đỡ ngay mệt mỏi chứ cả đó, đúng ngay cả Úc bây giờ vậy, lên tiếng cũng đâu can thiệp được đâu. Lên tiếng cho xong có làm. thôi chứ làm gì can thiệp được. Bởi vì tôi nói tụi mày nghe, tụi nó chửi thì chửi đi, tụi nó làm thì làm kệ bè, nó muốn than vãn, nó muốn nói gì, tự dân chủ nhân quyền thì chó vậy, tao không biết, tao ngồi tao ôm ngồi. Mấy bữa nay tao ôm coi tao ngủ không à, tao phè phè ra tao ngủ không à, tại vì Ngủ chống luôn, cộng tao kiểu anh ôm chống gối cộng tao ban kiểu đêm nữa, ban đêm ôm gối hả ban ngày ôm chai rượu luôn. Lúc thằng quỷ này nó lo trên nó chơi bia không à, nó chơi rượu đủ. không? Dạ. Ừ. Anh thấy anh sai lầm bữa Đó nào, bữa nào công an gọi ngồi cà na ngon qua à. uống. Anh cầm anh thấy anh sai lầm không? Thằng thơ quan á là nó chơi nó có tính toán đó. Anh biết tại sao không? Cái đồ đồ ngon như vậy mà nó cho anh nhậu bia thì anh no bụng anh ăn sao được nữa. Đúng vậy. Mồi bén không nè, Ồ ba. cho mồi nhậu bia là Bờ. no rồi đâu có ăn được nữa, nó tính Chắc toán hết mẹ. trơn à. Anh thấy vậy chứ thằng này nó ghê lắm, trời ơi. Hoàng Hoàng ức quá bao đại nhân ơi, hoàng ức quá bao đại nhân ơi. Anh thấy không, trời ơi, tôi thấy ba cái sò ba cái này nọ quá trời ngon luôn. Cái đó lý ra nó để tổ tại này qua tại dĩa này ta kia mà nó cho anh bây giờ uống tôi nói bia cho mà mày anh nghe, no nóc lên thì bây sao anh ăn được. ta nói cho mày nghe nè, nói về ăn uống á mà những cái món ăn này thì bởi vì ta ham ăn mà, cho nên người ta nói mày nghe, bởi vì mà mày biết tao rồi, tao không có thiếu một thứ gì cả, mà tao là nhà Ai chủ đồng nhà ý, hàng nữa không đời này phải, đồng ý nhưng mà tao nói cho mày nghe, ở nước Mỹ tao nói cái ăn thôi, tao nói cái ăn thôi, mày. nó không có sung sướng với Việt Nam, mẹ cái Việt Nam bị nước cũng tươi chứ á, Vẫn ăn đồ cái độc gì nó ngoại cũng sao anh? tươi, Ủa mà vậy khác gì sao, bên vậy kia sao mấy đâu. kiến ở Việt Nam ăn đồ độc bố?
bên kia nó Việt Nam chợ ăn đồ độc hại, ăn đồ của Trung Quốc. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Sao nó nói là ăn đồ độc mà sao ta? Đúng rồi à, mà đã vậy thôi chứ tao cũng đắc mắc cái tơ đó nè, đồ nó ăn đồ độc sao mà nó cái sinh sôi nảy nở thấy ghê thiệt á. Bắt đầy tại cùng đường cùng xã. Tôi cắt chỗ này nha anh. Từ năm 1975 lúc mới giải phóng vô, dân cái Việt Nam mình là miền Bắc 17 triệu, ở trong Nam là 18 triệu, tổng cộng là 35 triệu là năm 75. Năm 75 mà ăn đồ độc đó, từ đó tới nay tới lý ra chết mẹ hết rồi mà không chết, nay lên gần trăm rồi. Ngộ ghê. Cái này mày ăn cắp ý tưởng tao. Đủ. Tao chửi mày đó. Đủ. Cái này tao nói trước rồi. Đủ. Anh tự nhiên ăn lúc đó. Lúc đó thì tụi nó là nói vậy, ôi tưởng gì chứ 7 triệu toàn dân Tàu nó ở không chứ làm gì có dân Việt Nam. Mà Tàu mà nó thiếu, nó nói thiếu, phải có chữ Lào thôi sao. Bởi vậy khổ vậy. Thiệt là chán với ông lá này này kìa đó. Không mà khổ không, nói tụi này. Ba mình mà tam kiếm hợp bích tụi nó chịu không nổi đâu. Có thằng Trung vô nữa tứ kiếm. Thành tứ đại danh bộ á. Mình chung để giờ em lôi lên mình không được, không biết để giờ em lôi chung lên mình không biết lôi được. Có mày vui mà. Quá. Gì đó là mò để kiếm gì á. Nó nực quá trời đất ngực luôn. Ờ, nóng quá. Tao ra ngoài này. Ủa không. Cái đèn đâu tụi bay bật đèn nó coi quay. Tôi đang ở ngoài sân nè anh. Tôi thật anh á. Tôi ở ngoài sân nữa được chịu không nổi ở ngoài sân nè. Vậy xuống sông nằm đi anh Thiệu Nhất, xuống sông nằm, xuống mương nằm cho mát lên Thiệu Nhất. Mương dưới này cá tai ượng không, nó rỉa chết à, với cá trê. Lên mất giống à. Cầm đông quá, tao phải cội áo ra đây. Tôi mặc áo thun ba lỗ rồi, chịu không nổi nè. Mấy hôm nay á, con mưa được nó biết nào đâu, mưa cho nó biến chút xíu trên ấy mà không mưa được, nhưng mà nó nóng. Nhưng mà nó hay cái chỗ này nè mày, cái miền cứ người ở miền Nam mình á, ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, hoặc là nói chung là ở Việt Nam mình á, nó nóng nhưng mà nó có hơi ẩm, là nó có hơi nước. Đúng rồi, cho nên cái da mà cái ngược lại phía bên tao, chỗ tao ở thì nó lại lạnh, thiếu nước đúng không, lạnh thiếu khô, nước đúng không, lạnh thiếu khô, nước, thiếu nước, à, kỳ vậy, không có nước. Ở đây là lý do là vì gió mùa nồm nam á, anh, gió nồm nam á, thì nó mang hơi nước, địa lý gì về địa lý nó vậy đó. Thành ra ở bên kia đó, cái ở bên của tao ở đó, khi mà mày mùa đông bất kể mùa gì thì cái da nó hay bị sưng lên lắm, bị nó khô, nó bị tróc, nó bị khô, nó gọi là khô da đó. Còn từ mấy bữa tôi về bên Việt Nam này tao không bị gì đó, là tất nhiên là ở đất nước mình á, coi nó nóng được vậy đó, nhưng mà nó là có nước. À, độ ẩm cao. Độ ẩm bên kia thiếu nước. Bên kia thiếu nước. Mà thiếu nghĩa là dùng cái từ này giờ ông già về Mỹ thì con với anh Thượng Nhất sẽ gửi cho ông già mỗi người bình nước suối. Đấy. À, bình nước để sắp vào anh thiếu nước. Thôi mày, chơi nước lon, chơi nước lon. Phá quá, phá không. Rồi. Rồi có nói chuyện gì nữa không? Anh với Thư Quang nói chuyện nha, tôi xuống ngủ à. Mày ở đi. Mày xuống hả? Hả? Xuống ngủ bây giờ. Thôi em chắc còn xuống luôn, chắc còn xuống live luôn. Nói chơi nó dắt chơi mà nó xuống luôn. Với nữa mình nói tới đây tôi nhịn nãy giờ có anh tôi lịch sự đó nha anh, ngầm tôi lịch sự tôi kiềm chế chứ không tôi nóng tôi chửi thằng đang nguyên tan nát thôi tôi chửi mà tổ tiên 10 đời nó mà xương cốt nằm ở dưới đất mà cũng nhúc nhích dưới ba đất đất mà tao nói mày rồi nó không có đáng, nó thằng này nó không có là cái gì chứ nó không có đáng. Và cái tao nói một lần nữa là khi sao tôi để tôi nói hết ý. Tại vì là tôi đã nhận ra một cái điều với góc nhìn của tôi nhỏ nhoi thôi, nhưng tôi nhận ra một cái điều là thằng này nó chẳng qua nó là một cái thằng thợ ca thôi. Cái công ty gì tổ chức mà cho nó vô nó hát nó buộc nó phải làm như vậy, nếu nó không làm thì nó đói, buộc nó phải làm. Nó vậy thôi chứ không gì. Giờ tôi,
tôi không thèm chửi nó làm gì. Bắt đầu tôi cũng giận lắm nha, nghe nó về tôi nóng máu rồi, cái gan của tôi như ngày xưa đó, hồi tẻ tẻ đó, là lên Sài Gòn kiếm nó quýnh nó. Mặt co tay đôi, mặt đẹp luôn á, trời ơi, tôi mặt đẹp rồi anh à, để ta. Quá. Tôi về. Rồi, vậy chào nha. À, thôi cảm ơn bà con đã lắng nghe. Chắc là một lần nữa thằng này không là nghĩ địa gì cả, mà nó cái đường lối chủ trương của nhà nước mình cho nó về thì người ta cũng đã chuẩn bị rồi, mà thằng này tắm chẳng cần chuẩn bị con mẹ gì cả, bởi vì họ cấm nó về cũng được, mà không cấm nó về cũng không sao, nhưng mà cái chủ trương nhà nước mình rộng nó một cách khác, đó cũng là một cái chứng tỏ để nhà nước mình nhân văn, phải không thưa quan? Đúng rồi, có cái họ giang tay đón rằng nếu anh biết hối cải và anh biết nhận ra đâu là sự thật thì anh về bình thường thôi. Nhưng mà đừng cái hồng mà về đây mà chống phá. Tao nói thiệt mày rồi, mày nói một cách khác là mày ăn bao nhiêu chén cơm nó không biết. Đừng nói chuyện lận gì lạng hoạn. Thành ra đừng miễn đi, miễn bạn hiểu đi. Mệt. Thì nói sơ qua cái chuyện đó thôi, chứ còn chuyện... Rồi, dạ ok, dạ. Ok con. Rồi, ok. Chắc cũng xuống like luôn, like chút thôi. Rồi. Ok, cảm ơn bố.